mình không thể chờ nổi nữa. Hả? Xuất hiện rồi kìa, chắc chắn là nó rồi. Hả? Xì trâm ơi. Hả? Tí vua ơi. Tí vua ơi. À, người nói đúng, tí vua không sai một chút nào. Chúng xuất hiện rồi, đúng như là người nói. Và con đã nhìn thấy đầu tiên. Tại vua cho con tí mộng mơ, nhưng con nên đi ngủ đi thôi. Còn tới 3 ngày nữa mới xì trâm lận, mà ngày mai thì có rất nhiều việc để xì trâm. Ngủ ngon à. Chúc người ngủ ngon tí vua. Xì trâm kìa, răng mà ta ghét bọn người quá. Trời ơi, ta kinh tởm cái lũ xanh lè gớm với tụi bay. Cái gì ở đâu khi nào? Xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không? Ai đó, người muốn cái gì? Trời, còn tới 3 ngày lận. Đúng là quá lâu luôn á. Tới rồi, cuối cùng nó cũng tới nơi rồi. Ta đã phải chờ quá là lâu luôn á. Khu vực này ở xa quá mà, muốn chuyển hàng tới đây thì phải nói là cực kỳ gian nan. Và tôi mong là ông hãy bỏ qua cho chúng tôi, thưa ông. Vậy thì đi về chắc cũng khá xa đó ha. Tốt quá rồi, mèo Ara cuối cùng cũng tới rồi. Ôi không, bé xì trâm. Tốt lắm, nhìn cũng sắp xì trâm như mình rồi. Thôi đừng mà bé xì trâm, em sẽ bị thương đó. Chỉ còn có 2 ngày và 73 ngôi nhà để trang trí thôi. Bài thơ ca ngợi gì sao? Mỗi 12 năm một lần chúng tới, sao băng sẽ văng ngang lối. Chúng ta sẽ tụ hội nhưng phải đợi, và tất cả chúng ta sẽ sáng ngời. 2 ngày nữa sao băng sẽ tới, dãy ngân hà văng ngang lối. Chúng ta sẽ tụ hội và vui tuyệt vời, nhưng trước hết phải lo trang trí cho rồi. Tờ giấy hướng dẫn. Nhưng cái gì đấy trời, toàn là chữ Tây chữ Tàu đâu không à. Vậy là ta phải dịch ra nữa, sao mà rắc rối quá vậy chú. Tí ghé tay, tạ ơn xì trâm, cậu đã không quên làm cái chân đèn cho tí vua. Tạ ơn xì trâm, các cậu đã không quên trang trí nhà cửa. Mình ghét trang trí nhà cửa. Ponte, Malodoro xấu xa. Rồi, cuối cùng cũng đã dịch xong. Sao hôm nay đã xuất hiện rồi, thời gian thì ít mà còn nhiều việc phải làm quá trời à. Ogiyama, mèo và Chama, hãy chạm vào quả trứng này để nó bị thối rữa. Ogiyama, Bitipatan Ilama, hãy quyền rửa quả trứng này để nó bị thối rữa. Chỉ còn chờ một ngày nữa thôi, đúng là chỉ còn một ngày nữa. Tí Mộng Mơ và Tí Du đã nói rằng mọi thứ phải được sẵn sàng trước khi tụi mình đã biết rồi. Mình biết là mấy cậu biết rồi, nhưng với vai trò là trợ lý của Tí Vua thì đây là xì trâm kìa. Mấy cậu ơi, nhìn nè. Loại trứng gì mà lạ vậy tí cận? Nó chắc chắn là không phải vậy. Nó có thể là không phải vậy đâu. Dù là cái gì thì mình cũng sẽ tìm ra nó mà. Mình ghét nó. Tí vua sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy cái này, đặc biệt là khi mình nói với người là do mình tìm thấy nó. Chưa được, nhưng sắp tới rồi à. Không tí cận, ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy trước đây. Trong suốt cuộc đời chăm sóc chim muông và yêu thương trứng của chúng, ta chưa từng xì trâm quả trứng nào đầy sao như vậy. Những ngôi sao, đúng rồi, đó là nơi mà nó tới đây. Nó tới từ các gì sao, từ vũ trụ xì trâm tới đây đó. Đúng vậy, những gì sao? Phải đó. Sao lại không nghĩ rằng nó là món quà từ ngoài vũ trụ xì trâm chứ? Đừng quá mơ mộng nữa, tí mộng mơ. Nhưng tí vua ơi, đây có thể là dự báo cho một kỷ nguyên mới. Có thể quả trứng này được đặc biệt gửi tới cho chúng ta từ những xì trâm vĩ đại hơn những gì mà chúng ta từng biết. Hôi quá đi ạ. Mình ghét mùi hôi. Mình ghét bị rượt đuổi. Nó nở ra rồi. Mi có ngửi thấy mùi gì không, mèo Ara? Ồ,
Ôi, mùi hương này làm ta nhớ về tuổi thơ vui vẻ trong nhà bếp của mẹ ta biết giường nào. Vậy đi mèo Ara, kế hoạch bắt đầu rồi. Đi nhanh lên mèo Ara, còn nhiều chuyện để làm lắm. Nhắc cho lên đồ mèo đường biến, lần thêm mùi nó đi. Nhân tiện cho mình hỏi, sao mình lại là người lau mình cho nó chứ? Cần phải có một lý do thật chính đáng khi phân công chuyện đó cho mình. Là gì cậu đã tìm thấy nó? Cậu có nghĩ làm vậy hiệu quả không hả Tiết Kháo Tài? Trời, với cái mùi này thì chắc là không đâu. Xì Trâm ơi, không hiệu quả rồi, nó còn hôi hơn trước nữa. Kỳ lạ thiệt. Đáng tiếc là cậu nhóc này bốc mùi ghê quá, chứ nó cũng dễ thương đó ha. Được rồi, nhìn anh nè, trước hết là mở miệng ra, và sau đó chỉ cần bỏ miếng bánh vô miệng thôi, đơn giản vô cùng. Nhìn đây. Không hả? Có chắc không? Nhìn đây, anh sẽ làm lại lần nữa. Nên ăn thử đi, bánh ngon lắm đó cưng. Việc tắm rửa cũng không còn ít gì rồi thưa tí vua. Con đã cho cả đống xà bông thơm vô rồi mà cũng như không à. Nó không chịu ăn tí vua ơi, không hề đụng tới miếng bánh nào hết á. Nó còn quá nhỏ để tự lo cho mình thưa tí vua. Nó hơi quá nên làm nho của tí nông dân chua hết luôn. Mẹ thạch xì trong của con cũng cứng hết rồi. Đúng đó tí vua, có đeo mặt nạ cũng như không thôi à. Chúng ta có thể làm gì đây tí vua? Được rồi, các xì trung bé nhỏ, để coi thử ta có thể xì trong gì không. Mùi hôi càng ngày càng nặng rồi mẹ Ara. Sắp rồi, chúng ta sẽ sớm tới làng của lũ xì trung đáng thương thôi. Và khi đó chúng ta sẽ mèo Ara. Mèo Ara, tới đây đi con mèo ngô gốc, nghe không? Ta nói tới đây mà, con mèo ngô gốc này, mày muốn ta tức điên lên phải không? Đây rồi, hy vọng cái này sẽ khử được mùi hôi đó. Hình như là nhiều hương liệu quá rồi, mùi nồng nặc như lũ rồng lửa vậy. Mùi càng ngày càng nồng hơn rồi đó. Xong rồi, hy vọng sẽ có hiệu quả. Thành công rồi, anh làm được rồi. Mình chỉ toàn là nghe mùi quả mọng xì chum. Mùi đã nặng hơn rồi. Cứ đánh hơi tiếp đi mèo Ara, chúng ta tới rất gần rồi. Lão Gà Mên. Phải đi báo liền cho tí vua mới được. Tí vua ơi, một cái mặt nạ rất xì chum đó tí Khéo Tài. Cảm ơn tí vua, và nó đã hoạt động được. Vấn đề là chỉ có một mặt nạ, còn chúng ta thì cả trăm xì chum. Cho tới khi ta xì chum được giải pháp khác thì con hãy xì chum thêm vài cái đi. Tí vua ơi, tí vua, lão Gà Mên anh tiến thẳng tới đây kìa tí vua. Lão Gà Mên thì sao không biết đường chứ hả tí vua? Là con vật này lão Gà Mên lần theo mùi hương của nó. Tí cận tí dụng về, đem con vật này ra khỏi làng nhanh chân lên đi. Dạ được tí vua. Nhanh lên đi tí cận. Con vật hôi rình đây rồi. Qua đây đi anh bạn nhỏ. Ngoan. Qua đây đi. Đây, thử xì chung cái này đi. Con cảm ơn tí vua, chắc chắn là nó giúp được rồi. Đảm bảo luôn. Nè cưng, ăn đi, ngon lắm nè. Thì ra là vậy, tí quạo, con chính là người phải xì trung con vật này ra khỏi làng. Con ghét làm việc này thưa tí vua. Ta biết tí quạo, nhưng tất cả đều nhờ vào con. Đây tí quạo, cậu thử đeo cái này đi, nó sẽ giúp nhiều lắm đó. Một chút thôi. Ta phải tranh thủ để giúp tí quạo, lão Gà Mên không thể bắt thằng bé được. Mùi hương, mùi vị, bốc mùi hôi hơn, mùi hôi nhất, mùi hôi tối, không, nó phải ở đâu đây thôi. Hướng này là mèo Ara. Chúng ta gần tới rồi mèo Ara, ta có thể ngửi thấy mà. Đó, bên này nè, hướng này nè, hướng này. Steve, still, steam, steep, steepy, steepy, ở khu Trung Á, đúng là nó rồi. Ôi xì trùm ơi, chắc tí họ và con vật đó sắp bị đuổi kịp rồi. Không còn nhiều thời gian nữa. Tí nhạc sĩ thổi kèn hiệu đi. Dạ, thưa tí vua. Chúng ta phải quay lại làng thôi. Đường này nè mèo Ara, mùi đó nồng nặc lắm rồi. Mà không, ở bên này mới đúng nè. Nhanh lên đi, không còn xa đâu. Chắc chắn ngôi làng đang ở rất gần đây. Đi thôi mèo Ara, nhanh lên, chúng ta sắp tới nơi rồi. Mình ghét chạy.
Nó sẽ cô đơn và đói mà chết nếu ở lại đây các sì trung của ta. Và ta chắc chắn là nó sẽ vui hơn với đồng loại của mình. Con sì trung tốt lắm tí quạo. Ông nên đi liền thôi sứ giả, còn một quãng đường rất dài phải bay. Tạm biệt. Mình ghét tạm biệt. Sắp tới rồi mèo Ara, gần lắm rồi. Và nếu mi ngoan ngoãn, ta sẽ thưởng cho mi vài đứa. Chuột đã vào lòng mà cũng không bắt được. Mi đúng là đồ mèo hôi hám. Chúng ta đã đi mấy dặm trước khi mi làm mất dấu chúng, còn ta thì chưa mất một chút nào. Nó ám khắp người ta rồi, đâu đâu cũng bốc lên cái mùi. Trời ơi, gớm quá đi. Thắp đèn đi tí mộng mơ. Được rồi, giờ tới lượt cậu ước đó tí quạo. Mình ghét ước nguyện. Tới lượt của cậu rồi mà tí quạo. Mình ước anh bạn nhỏ bốc mùi đó đã tới nơi an toàn. Ta chắc là vậy mà tí quạo. Con cứ yên tâm đi. Ôi, cái gì giữa chân con kền kền ngốc nghếch đó vậy? Nếu con vật đần độn đó trở về đây mà không đem tuần báo phù thủy cho ta, thì ta sẽ biến nó thành gà quay. Con dội thêm chút hương thảo. Ôi, con chim bé bỏng của ta đã về. Mi lấy được rồi, ta biết mi làm được mà. Ôi, ôi, là ông ấy, đúng rồi, Harlequin anh hùng của ta. Ê, phải chi chúng ta được ở bên nhau. Nghĩ coi hai ta sẽ làm được những phép thuật gì đây. Ôi, phải có cách gì đó để gặp được ông ấy. Phải rồi, cần gì phải dòng do. Từ đây tới đó cũng có mấy dặm đường thôi. Ta cứ cởi kền kền bay tới đó là được mà. Mì không vỗ cánh mạnh hơn một chút được sao hả? Thấy không mèo Ara, ngay đó nè, dấu chân xì trung, một con đường xì trung. Và khi chúng quay lại, lũ xì trung da xanh đáng ghét đó sẽ bị dính vô đây như ruồi dính bẫy vậy đó. Kìa, bọn chúng tới rồi, nhanh lên mèo Ara, trốn lẹ đi. Lại nữa rồi hả tí dụng về? Chết rồi, mình xin lỗi nhưng mà mình nghĩ xì trung ai đó đang cưỡi cần cần trên kia kìa. Trời ơi, mi bay như một con chim gãy cánh gì đó. Chắc ta phải đi bộ tới đó cho nhanh thôi. Thả ta xuống đây liền đi. Ý ta là dừng lại cho ta xuống hiểu chưa hả đồ ngốc? Và đừng quên quay lại đón ta khi mi nghe thấy tiếng còi ta thổi. Hai lần còi, nghe rõ chưa? Đồ ngốc nghếch, một đám lồng vô dụng. Ta nghĩ đã tới lúc cần một con chim khác rồi. Chúng tới rồi kìa Ara. Bắt được rồi. Hogatha. Vui quá hả gà mình. Ta coi bộ ông vui quá. Giờ thì kéo ta ra khỏi đây mau đồ đầu cóc. Tự bà nhảy vô chỗ này mà, cứ tự tìm cách ra đi. Người giỏi lắm. Cho bà một bài học để đừng dĩa cái mũi xấu xí của bà vào. Dở gì vậy? Hả? Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Thả ta xuống. Người muốn sao cũng được. Ô, đừng. Làm ơn đi Hogatha. Hogatha xinh đẹp đáng mến. Thả ta ra đi, xin bà, ta sẽ làm bất cứ điều gì. Một tên ngốc như ngươi thì làm gì được cho ta chứ? Không gì hết. Với lại ta đang có chuyện quan trọng hơn để lưu ý. Chẳng hạn như tự giới thiệu bản thân với Harlequin đệ nhất, một phù thủy thực thụ tuyệt vời. Harlequin đệ nhất? Là ông bạn già Harlequin hả? Vậy thì để ta cho bà biết Harlequin là một người bạn rất thân với ta. Bạn già chỉ mới tuần trước. Ông biết ông ấy hả? Ôi trời ơi, sao ông không nói ngay từ đầu chứ? Anh gặp bên thân mến.
ông phải giới thiệu chúng tôi đó. Cũng có thể, nhưng vậy thì ta được cái gì chứ? Thì lũ xì trùm nhỏ mà ông muốn. Tôi có thứ này hay cho ông đây. Phải đó, tôi có một cái còi thần kỳ. Nó có thể dụ bọn xì trùm trong vòng vài dặm. Vậy sao? Đưa ta coi thử đi. Nhanh 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 lên. Ông sẽ được thấy nó, nhưng phải giới thiệu cho ta đã. Chỉ sau kỳ Halloween chịu tới nhà ta chơi. Có thể là vào tối nay có được không? Đồng ý, đi thôi mèo Ara. Tí vừa ơi, nếu lão làm ơn có trong tay cái còi ma thuật đó thì sao? Đi thôi các xì trung nhỏ, chúng ta phải ngăn ông ta xì trung một lời mời đến Halloween. Không biết ông ta là ai. Ôi, thật tuyệt vời, Halloween sẽ tới nhà gặp mình. Nè Haru, đâu rồi con bồ câu bé nhỏ đáng yêu? Vậy là mụ phù thủy già đó muốn gặp phù thủy của thời đại hả? À, bạn thân mến của ta, Harlequin đệ nhất. Được rồi, giờ chúng ta phải cho bà ta những gì bà ta muốn, mèo Ara. Để ta coi, cái này được rồi nè. Và khi ta đã hoàn tất việc cải trang thì mụ già đó còn lâu mới biết được sự khác biệt. Ông ta thậm chí còn không biết Halloween là ai. Chúng ta phải ngăn cản Hogatha đưa cái còi ma thuật cho ông ta. Nhưng lâu đài của Hogatha ở cách đây xa lắm đó tí vua. Đối với cánh nhạn thì không đầu tí cô nương. Long Vũ sẽ giúp chúng ta. Nhanh lên các sĩ trung nhỏ của ta. Ôi, nó đầy rồi. Hộp nhạc kỳ diệu của ta. Mong là nó vẫn hoạt động được. Ôi, hoàn hảo. Giờ thì cuộc hẹn của ta và Halloween đệ nhất thành sự thật. Sao ông ấy cưỡng lại được chứ? Nhắc mới nhớ, không được quên một thứ quan trọng là cái còi ma thuật, hay còn gọi là cái còi gọi chim của ta. Gã gà mên già ngu ngốc sẽ không biết được cho tới khi quá trễ. Xong, như vậy sẽ lừa được mụ già xấu xí đó. Rất xuất sắc. Được rồi mèo Ara, giờ tới lượt mi rồi. Không không sao đâu Ara, không hề đau một chút nào hết. Mèo Ara, nhanh chân lên. Chúng ta không thể bắt Hogatha yêu dấu chờ lâu được. Mèo Ara. Ôi, cho một chút bụng cóc và vài con mắt bồ câu. Bữa ăn dạ coi như đã xong rồi. Giờ thì xịt một chút nước hoa cái đã. Tinh dầu của trộn hôi luôn tỏa ra rất hiệu quả. Rồi, thật hiệu quả. Nếu chút nữa Halloween đệ nhất không tới, ta sẽ biến tên gà mên ngốc nghếch thành con sâu. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng là sâu rồi. Ôi trời đất ơi. Ôi, ôi, chào ông Halloween. Thật là bất ngờ. Vậy bà đây là Hogatha sao? Ông bạn gà mên thân mến của ta đã gửi lời mời ta tới nhà. Gà mên hả? Ông ấy thật tốt bụng. Mời vào trong, mời ông. Cảm ơn thưa bà. Tới nơi rồi. Tí vua ơi, ngài có nghĩ là lão gà mên đã tới nơi rồi không? Cái này sẽ giúp cho ông thư giãn sau một chuyến đi dài Halloween thân mến. Trời ơi, ngon quá. Nó là cái gì vậy? Chỉ là một chút nước tôi tự chế thôi. Mật ốc sên. Thật là ngon quá thưa bà. Ông dùng thêm nữa. Ở gần nghe, chúng ta sẽ cần mi nữa đó. Thôi thôi thôi, cảm ơn thưa bà. Vậy là đủ rồi, ta cũng không thể nán lại thêm nữa. Nhìn kìa tí vua, đó chắc chắn là cái còi ma thuật. Ta chỉ ghé ngang để lấy giùm cái còi ma thuật cho ông bạn đồng môn thân mến gà mên thôi. Ông ấy nói với ta là... Chưa gì đã đi rồi sao? Thôi không được đâu, ông chỉ mới tới thôi mà. Tới đây, trò chuyện về phép thuật chút đi. Đây, như vậy có thoải mái hơn không? Halloween à, phép thuật của ông thật quyến rũ. Dĩ nhiên là tôi sẽ nhảy với ông. Thật ra ta không nhảy sao? Thật ra ta thực sự phải đi rồi. Thật là không thể nào xì châm được hết. Ta không biết sẽ là sao đâu. Ta chưa từng khiêu vũ bao giờ mà. Thật sao? Nhưng mà bước chân của ông thật là thành thoát và rất là...
là tử tình. Mấy người họ giống Tí Dụng về thiệt á. Ôi Halloween, ông làm tôi ngây ngất quá đi. Ôi tôi vui sướng muốn xỉu luôn đây nè. Ồ, rồng của ta. Ồ không. Ôi Halloween ơi, tình yêu của ta ơi. Lão Gà Mên lấy cái còi ma thuật rồi. Nhanh lên, chúng ta phải xì chung càng xa càng tốt trước khi lão Gà Mên sử dụng nó. Xì Chung ơi, mau rời khỏi đây thôi. Ôi Halloween, Halloween yêu quý đâu rồi? Ta lấy được rồi, ta đã có cái còi ma thuật. Dù sao thì ta cũng không tốn công vô ích. Chạy đi, chạy đi. Tôi biết là ông ngại nhưng mà chuyện này thật ngớ ngẩn. Halloween, ông đâu rồi? Ông, nhưng không sao, ông sẽ trở lại. Ôi, người đàn ông tuyệt vời. Nhưng cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Rõ ràng là mình có sức hút, có sắc đẹp và có râu nữa. Có râu hả? Ôi không, đó là lão Gà Mên. Hắn đâu rồi? Tên già lừa đảo đó đâu rồi? Ở đây chắc là an toàn rồi đó mèo Ara. Giờ thì đủ da xanh các ngươi. Ra đi mau, dù các ngươi đang ở bất cứ đâu. Chúng ta đã ra khỏi vùng chịu ảnh hưởng của cái còi ma thuật chưa Tí Vua? Ta mong là vậy Tí cô nương. Không thấy đứa xì trung nào. Có lẽ ta nên thử lại lần nữa. Hắn ở dưới kia. Thành công rồi. Cái còi ma thuật hiệu nghiệm rồi. Có chuyện gì trên đó vậy? Không. Đây là cái còi ma thuật nè. Đó không phải là cái còi ma thuật, mà chỉ là cái còi gọi chim của Hogatha mà thôi. Cái còi gọi chim. Làm ơn xin bà không có tha. Ta đã biết lỗi rồi, bà làm ơn tắt cái thứ này dùng cái đi. Halloween yêu dấu à, nó đang chơi bài hát của chúng ta. Giờ thì nhảy đi, đồ phù thủy già ngốc nghếch mũi quằm, nhảy đi. Ta biết lỗi rồi. Mùa xuân, cuối cùng thì thời khắc này cũng tới rồi, tiên đồng dần. Khi trái tim của vạn vật khắp nơi đều nghĩ tới hai chữ yêu thương. Dạ phải, và kết xì trùm. Cả kết xì trùm. Có vẻ như chú thỏ đó đang rất vội, không dừng lại để chào một tiếng luôn. Cậu định đi đâu mà vội vàng vậy anh bạn vội vàng? Cậu sẽ kết xì trùm vào sáng nay sao? Chà, vậy là có nhiều việc phải làm lắm đây. Hai bạn cứ tiếp tục đi, cho tôi gửi lại lời chúc mừng tới hai bạn à. Yêu thương và kết xì trùm, yêu thương và kết xì trùm. Ngoại trừ mình ra, trên đời này làm gì có ai muốn kết xì trùm với mình? La 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 la. Xin chào Tiên Nông Dân, cậu không thấy hôm nay là một ngày quá xì trùm hay sao? Một bông hoa cho cậu nè, cậu có thể cài lên nón á. Cảm ơn Tí cô nương. Tại sao lưỡi mình luôn bị đơ mỗi khi nói chuyện với Tí cô nương như vậy chứ? Không lẽ mình đã thích Tí cô nương rồi sao? Đúng rồi, mình đã thích Tí cô nương rồi. Cô ấy sẽ là một cô dâu hoàn hảo. Nhưng Tí cô nương sao có thể thích một người nông dân như mình chứ? Trừ khi mình có cách gì đó để gây ấn tượng với cô ấy. Mình sẽ tặng cô ấy một bài thơ. Đúng là một ý tuyệt vời. Ngoại trừ một việc, mình không thể làm thơ, nhưng có một xì trùm trong làng có thể làm. Tí thi sĩ à, mình cần cậu giúp đỡ. Mình có thể giúp gì được cho cậu Tí Nông Dân? Mình cần tìm cách thổ lộ tình cảm của mình với Tí cô nương. Nên mình nghĩ là nếu cậu... Nếu mình có thể xì trùm dùng cậu một bài thơ cho Tí cô nương vậy, mình rất sẵn lòng làm chuyện đó. Nhưng đây là bí mật của chúng ta. Cãi miệng, mình cũng không có nói ra đâu. Xì trùm ơi, giờ mình biết tìm Tí nào để xì trùm bức thư này cho Tí cô nương đây. Tí Quạo à, Tí Quạo à, cậu có thể giúp mình đưa bức thư này cho Tí cô nương có được không? Nhưng mình yêu cậu, cậu phải giữ bí mật về chuyện này giùm mình nha. Mình ghét những chuyện bí mật. Cậu nhớ đó, đừng có nói gì hết.
biết là ai nữa ta. Là cậu Hạ Tí Quạo, xin chào. Nè. Ừ, thì ra là người thầm để ý tới mình hả? Mình thích nhất là người thầm để ý tới mình đó. Mình ghét người thầm để ý. Ờ, cậu ấy thật là biết cách dùng từ để có thể viết được những dòng này. Chắc cậu ấy phải là một người rất đẹp trai. Không những vậy lại còn rất lãng mạn nữa chứ. Cậu ấy đúng là một si trùm ngọt ngào. Ừ, mình phải trả lời cậu ấy ngay mới được. Ờ, Tí Quạo à, cậu hãy giúp mình gửi thư trả lời liền nha. Nhưng cậu phải hứa là sẽ giữ bí mật về chuyện này giùm mình đó. Mình ghét bí mật. Gửi người thầm để ý mình. Tim mình như tan chảy. Cả cơ thể mình háo hức vì muốn biết tên của cậu. Cho dù người thầm để ý mình là ai đi nữa thì chúng ta cũng phải gặp nhau dưới gốc cây sồi trong ngày hôm nay. Là mình đã Tí Quạo à. Cậu ấy muốn gặp mình kìa. Ồ, không, cậu ấy không muốn gặp mình. Cậu ấy chỉ muốn gặp người thầm để ý cậu ấy. Có lẽ chỉ là có lẽ thôi. Mình nghĩ chúng ta nên tìm một ai đó thật quyến rũ. Nhưng là ai? Bây giờ mình nên đi tìm một xì trâm thật quyến rũ, tinh tế và đặc biệt ở đâu đây? Và đừng quên là phải đẹp trai. Cậu tìm đúng xì trâm rồi đó. Phải ha, cậu là xì trâm thích hợp nhất có thể làm mình trở nên quyến rũ. Nhưng cậu phải hứa với mình là sẽ giữ bí mật. Cậu không được kể cho bất cứ tí nào nghe. Có cậy cái miệng xinh đẹp này ra mình cũng không nói. Cậu có chắc là cái mặt nạ này sẽ biến một tên nhà quê như mình trở thành một xì trâm tinh tế quyến rũ không vậy Tí Khéo Tai? Yên tâm đi, với cái này sẽ không ai từ chối cậu được đâu. Hãy thử đi. Diện mạo của mình đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy sẽ không thể nhận ra mình. Cảm ơn nha Tí Khéo Tai. Và nhớ là cậu hứa phải giữ bí mật về chuyện này nha. Cuối cùng thì ta cũng đã hoàn thành công thức biến xì trâm thành vàng rồi. Nhưng bây giờ ta lại không thể làm được gì vì vẫn còn thiếu một loại nguyên liệu quan trọng nhất, xì trâm. Sau khi luộc xong tất cả mọi thứ, thêm 6 xì trâm vào và đun tới khi sôi. Chỉ cần 6 xì trâm thôi, Ara, ta chỉ cần 6 xì trâm thôi. Miệng bự đói bụng. Khi miệng bự đói bụng, miệng bự phải ăn. Tôi rất vui vì cậu đã ghé qua đây đó. Nhưng mà thay vì ăn dụng cụ của tôi thì cậu có muốn một nồi hầm một nồi hầm đá với một ít sốt nhờn và nón của xì trung không? Ngon tuyệt vời. Miệng bự thích món hầm đá với một ít sốt nhờn và nón của xì trung lắm. Nếu như cậu có thể mang về cho tôi 6 xì trung, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một nồi có 100 gallon nón hầm đá với một ít sốt nhờn và cả nón xì trung mà cậu thích. Nhầm. Món đá hầm với một ít sốt nhờn và cả nón xì trâm mà mình hết. Nhầm. Ara, hắn ta chính là thứ vũ khí mà ta cần. Chắc chắn hắn sẽ đem về cho chúng ta 6 tên xì trâm. Chắc lát nữa cô ấy sẽ tới đây đó Tí Điệu. Cậu nên xì trâm mặt nạ vào đi Tí Nông Dân. Xì trâm, cậu tên gì vậy? Tên của mình sao? Mọi người thường gọi mình bằng một cái tên khác là Tí Ngọt Ngào. Không phải tên khác mà là tên thật, hiểu chưa? Xin lỗi. Sao cậu lại đeo mặt nạ, nhìn bí ẩn quá. Bởi vì mình muốn cậu thích vẻ bề ngoài đẹp trai của mình. Nếu cậu nhìn thấy mặt thật của mình, cậu... Thì cậu sẽ không để ý tới sự chân thành của mình nữa đâu. Thì cậu sẽ không để ý tới sự chân thành của mình nữa. Và cậu sẽ không muốn biết khuôn mặt thật của mình đâu. Nhưng nói vậy là lừa dối cậu ấy đó Tí Điệu à. Cậu có thể giải thích khi thành công. Sau cuộc gặp gỡ dưới gốc cây sồi, mình càng muốn biết thêm về cậu. Quý cô xinh đẹp và đáng yêu, mình rất ngưỡng mộ cậu. Mình thấy hoang mang quá Tí Quạo ơi. Mình thích cậu ấy nhưng thì hãy coi như đây là bí mật giữa mình và cậu nha. Và hứa là không nói cho ai biết hết. Mình ghét bí mật. Cậu là người tuyệt nhất mà mình từng biết. Người mà cậu ấy thích không phải là mình. Cậu ấy chỉ thích người thầm để ý cậu ấy thôi. Khi cậu ấy nhận ra người đó thật sự chỉ là một gã nhà quê như mình thì mình sẽ bị cười vào mũi cho tới suốt đời luôn á. Hay mình nói thật với cậu ấy. Tí Nông Dân ơi, cậu làm gì ở đây vậy? Đồ ăn. Miệng bự muốn đồ ăn. Thú vị thiệt. Hồi nãy miệng bự tưởng mình đã nhìn thấy 2 tên xì trâm. Miệng bự đã có 1 xì trâm rồi. Giờ chỉ cần 1, 2, 7, 3, 16 thêm 5 xì trâm nữa. Sau đó miệng bự sẽ được ăn món đá hầm với một ít sốt nhờn trộn với nón của xì trâm. Có con ba nào không? Tới xì trâm đi. Các con thấy Tí Cô Nương và Tí Nông Dân ở đâu không?
bên ngoài trời mưa to rồi kìa. Nếu tí cô nương và tí nông dân còn ở ngoài trong thời tiết như vậy thì sẽ không an toàn chút nào đâu. Cắt tí, ta nghĩ chúng ta nên đi tìm tí nông dân và tí cô nương trước khi cơn bão này trở nên tồi tệ hơn. Ta không hiểu sao tí cô nương và tí nông dân lại đi vào rừng trong khi hai tí ấy biết sắp có cơn bão. Cứu, có ai không? Cứu với! Âm thanh đó nghe như tiếng của xì trùm vậy. Cứu, có ai không? Cứu với! Miệng bự đúng rồi, nó hơi dơ một chút à, nhưng vẫn còn cái nón. Giờ miệng bự có hai xì trùm rồi. Nếu miệng bự có hai xì trùm, thì miệng bự sẽ cần bao nhiêu nữa để đủ sáu đây? 1, 2, 7. Từ giờ miệng bự sẽ không quan tâm tới chuyện đếm xì trùm nữa. Miệng bự sẽ chỉ bắt xì trùm đem về luộc chung với món đá hầm, trộn với một ít sốt nhờ ngon tuyệt vời nữa. Ta đã có tất cả thành phần rồi Ara. Đá granite phân hủy cộng với nước lấy từ đầm lầy, tất cả những gì còn lại chỉ là 6 tên xì trùm thôi. Mình chưa từng nghĩ là mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Phải biến thành món đá hầm kinh tởm. Tí nông dân, mặc dù sống cùng làng trong nhiều năm, nhưng chúng ta vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu nhau. Đúng rồi tí cô nương, mình cũng ước gì mình có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về cậu đó. Giờ mình thì không còn kịp nữa rồi. Tí nông dân, mình sẽ nói cho cậu biết tiếng mong của mình. Mình đang thích một xì trâm rất đẹp trai, lãng mạn và tuyệt vời, đa cảm nhất trên thế giới xì trâm này. Cậu ấy viết một bài thơ cho mình và còn nói những điều xì trâm nhất nữa. Và bây giờ mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu ấy. Ai vậy tới cô nương? Mình không biết. Cậu ấy giữ bí mật về danh tính của cậu ấy. Mặc dù cậu ấy muốn kết xì trâm với mình, sau khi suy nghĩ kỹ về những việc này, mình định nói với cậu ấy là mình còn quá trẻ để kết xì trâm. Nhưng giờ không quan trọng nữa, thì chúng ta sắp rơi vào tay lão già mình. Tí cô nương à, mình biết là người thầm để ý cậu sẽ hiểu thôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Tí nông dân, mình cảm thấy đỡ hơn rồi. Cậu là một người bạn tốt đó. Cậu có bí mật gì không? Có chứ tí cô nương, mình có. Đó là mình miệng bự đói bụng. Miệng bự ăn. Không, miệng bự à, đừng có ăn cái đó mà. Tại sao? Miệng bự đói dữ lắm. Bởi vì số nấm nó có độc, một miếng nấm cốc cũng có thể giết chết cậu. Nấm cốc hả? Anh bạn xì trâm dính bùn đã cảnh cáo miệng bự đừng ăn số nấm độc này, nên miệng bự sẽ thả các xì trâm ra. Bắt được rồi hả? 6 xì trâm là quá đủ cho món đá hầm sốt nhờn với nón có xì trâm rồi. Nhầm. Và đã tới lúc chúng ta nên làm thịt 6 tên xì trâm này rồi. Lão Cà Mên đang lừa cậu đó, miệng bự. 6 cái nón xì trâm không phải là món đá hầm sốt nhờn đâu. Phải gia vị cần thiết cho món đá hầm sốt nhờn, nó là một đôi giày đỏ. Miệng bự đói bụng. Miệng bự đã thấy đôi giày đỏ. Giờ miệng bự có thể ăn món đá hầm sốt nhờn ngon tuyệt rồi. Nhận. Món đá hầm dày đỏ sốt nhờn thật sự là rất ngon. Món đá hầm sốt nhờn với dày đỏ sẽ giúp miệng bự no bụng. Mình nghĩ là cái này đã xì trâm đủ rồi. Dù sao mình cũng đã tự xì trâm một bài thơ. Yêu thương là... Tí nông dân, mình đem cơm trưa cho cậu nè. Cảm ơn nha, cậu thật là tốt bụng tí cô nương. Bài giấy đó là gì vậy? À, là bài thơ mình tự sáng tác. Nhưng cậu hứa đừng có chê nó dở nha. Không, không đâu, mình hứa đó. Yêu thương như củ hành, thỉnh thoảng nó làm bạn khóc. Tình bạn như mụn cốc, nó sẽ to lên từng ngày. Hạ xuống được rồi, tí đô ơi. Nè. Tốt lắm tí điều, chúng ta sẽ sớm gom đủ hạt dẻ cho mùa đông thôi. Còn mình thì rất là thích hạt dẻ.
Đây là một hạt dẻ dành riêng cho cậu nè, Tí Tham ăn ơi. Ồ, cảm ơn Tí Phá nha. Thấy ngạc nhiên chưa? Hay quá hà Tí Phá. Âm thanh gì vậy? Mình không biết. Cung son trưởng. Nghe y như tiếng kèn vậy đó. Là con người. Lạ quá. Con người làm gì tận ở trong rừng này chứ? Cẩn thận. Nè. Lộn xộn hết rồi. Mọi người có thấy con hươu mới chạy qua hay không vậy? Ta thấy nó rồi các ơi. Đi theo ta. Các con có bị sự trung gì không? Tí Dù ơi, sao những người đó lại đuổi theo con hươu xinh đẹp kia vậy? Ta e là họ đang muốn sự trung nó. Tí cô đừng. Sự trung nó? Nhưng tại sao? Đúng, tại sao chứ? Họ là những thợ săn. Con người thật là tàn bạo mà. Họ nghĩ họ là ai mới được? À, một trong số đó là anh họ thứ hai của Yujiran, Malcolm Sáu Tinh. Hắn là thợ săn giỏi nhất ở trong vùng này đó. Con hươu nó thật tội nghiệp. Chúng ta phải cứu nó, Tí Vua. Nhưng làm sao cứu? Mình có một ý này. Cậu thì cho mình lên cây đi, Tí Đô. Cậu định làm gì vậy, Tí Nhạc Sĩ? Rồi cậu sẽ thấy. Cái gì vậy? Con vật nó đã trốn thoát rồi sao? Nhưng nó không thoát được đâu. Thành công rồi. Nó được cứu rồi. Tí cô nương, cẩn thận đó. Nhanh lên nữa đồ ngốc. Nhanh lên, không được để nó thoát. Cậu có sao không hả Tí cô nương? Mình không sao, nhưng còn Tí Nhạc Sĩ thì sao? Cậu ấy ở đằng kia kìa. Ôi xì trâm ơi, thằng bé đi mất rồi. Tội nghiệp Tí Nhạc Sĩ. Chúng ta phải làm gì đây hả Tí Vua? Chúng ta phải đuổi theo Tí Nhạc Sĩ và cứu thằng bé trước khi họ phát hiện ra. Con sẽ đi. Con nữa. Nghe có vẻ vui quá trời luôn. Chuyện này có thể sẽ rất nguy hiểm đó. Các sĩ trung còn lại thu dọn chỗ này và sĩ trung về làng ngay lập tức đi. Dạ, thưa Tí Vua. Chúng ta sẽ sĩ trung trở lại càng sớm càng tốt. Phải, tạm biệt nha. Sĩ trung cẩn thận đó. Tí Nhạc Sĩ tội nghiệp. Mong là họ tìm được cậu ấy, bé sĩ trung. Đồ vô dụng. Mấy con chó ngốc nghếch này thật phí công huấn luyện mà. Bây giờ chúng ta sẽ quay về lâu đài và ngày mai thử đi tìm lại. Đi thôi. Dạ, thưa ngài Mát Cơm. Dạ, dạ. Mình đã nói là cậu không có gì phải lo lắng hết đó Tí cô nương. Dù họ có ở đâu đi nữa thì mình tin chắc là Tí Vua và các bạn xì trâm cũng sẽ được an toàn như chúng ta ở đây thôi mà. Thật ra mình sẽ không ngạc nhiên lắm nếu... Cái gì vậy? Ai đó? Thì ra là Mi hả? Mi làm bọn ta hết hồn. Mi không sao chứ? Mi bị thương rồi nè. Chú hơn tội nghiệp. Về làng với bọn ta đi. Và có lẽ bọn ta sẽ giúp Mi được đó. Không xa lắm đâu. Đi theo ta. Nè Tí Dụng về. Cậu đem mấy cành đó tới đây lẹ lên. Mình mang tới liền nè Tí Khéo Tay. Ê có chừng đó. Xì Trâm ơi, cậu không sao chứ Tí Điệu? Chắc mình nên nghỉ một chút. Màu da của mình không ổn cho lắm. Xì Trâm ơi, màu da của mình giống như cậu luôn nè Tí Điệu. Chắc mình cũng nên nghỉ một lát. Mi đã thấy đỡ hơn chưa? Lá thuốc này của Tí Vua sẽ giúp Mi hồi phục nhanh chóng thôi mà. Và mấy cái bánh này sẽ giúp Mi giữ sức khỏe tốt hơn. Tí Tham ăn. Hưu đâu có ăn bánh quả mọng xì trâm đâu. Chúng đích thực là động vật ăn cỏ mà. Tức là chúng chỉ tiêu hóa các loại thực vật như là lá cây, hoa và cỏ thôi. Chắc là vậy luôn á.
Nó thích ăn bánh kìa. Không thể như vậy được. Mình không hiểu nổi chuyện này. Cậu biết không, Tí tham ăn, mình không biết phải giải thích ra sao. Nhưng mà mình có cảm giác là chú hươu này quen lắm. Ta không thể tin nổi là lũ chó vô dụng này đã để nó chạy thoát dễ dàng. Nhưng ngày mai anh cơm. Đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ phải có cách bắt được con hươu đen đó bằng mọi giá. Nghe rõ chưa hả? Dạ, ngày mai anh cơm. Dạ thưa ngài. Ôi xin thứ lỗi cho tôi ngài Mancom, nhưng ngài có nghe tin tức gì về đức vua Seran không? Không, Yusuperi không có gì hết. Dạ tôi biết là mình không nên lo lắng nhiều, nhưng từ trước tới giờ bệ hạ chưa từng đi ra ngoài lâu như vậy mà không hề nói một lời từ biệt nào. Đó là một chuyện khẩn cấp Yusuperi à, là họp mặt các bang. Dạ phải, ngài biết tính tôi hay lo mà. Bởi vì lần này bệ hạ đi với xì trùm người mái gì đó, chuyện này khiến tôi tự nhiên thấy hơi kỳ kỳ. Phải Yusuperi, ta hoàn toàn hiểu mà. Giờ ta phải nghỉ ngơi lấy sức, buổi đi săn sẽ bắt đầu ngay sáng sớm mai. Dạ, chúc ngủ ngon thưa ngài Mancom. Sao hả? Mà ta nhớ ngươi kìa em họ. Người ta kêu ta là Mancom xấu tính, ngươi biết mà. Nhưng chúng sẽ kêu ta là gì khi thấy chiến lợi phẩm cuối cùng của ta? Một phần thưởng đáng giá. Ta sắp có được chiến lợi phẩm tuyệt nhất rồi. Còn hươu đen đó, khi ta bắt được nó, ta sẽ trở thành nhà vua. Không phải vậy sao em họ yêu quý? Ta đã sử dụng lá bùa ma thuật của mình để biến ngươi thành một con hươu. Và giờ những hậu cận trung thành của ngươi đang săn đuổi đức vua của bọn chúng. Đức vua Chiran tội nghiệp. Sau buổi đi săn ngày mai, ngai vàng sẽ là của ta. Vậy hẹn mai gặp nha. Em họ yêu quý. Mơ thiệt đẹp nha, dù ngươi đang ở đâu. Tí người máy ơi, tí người máy. Không có tác dụng hả? Mình phải tìm người giúp trước khi quá trễ. Đúng như ta nghĩ, tí nhạc sĩ đã xì trùm thẳng tới lâu đài của vua Geran. Vậy thì chắc chắn tí nhạc sĩ ở trong đó. Nhìn kìa thằng bé kia rồi. Chào tí nhạc sĩ. Tí vua ơi, tí vua. Tí nhạc sĩ, con có bị xì trong gì không? Tí vua ơi, con rất mừng là ngài ở đây á. Tên Mancom xấu tính xấu xa đó đang bắt giữ tí người máy. Và hắn đang muốn chiếm ngai vàng của đức vua Chiran. Sao, sao con biết? Hắn ta đã dùng một lá bùa ma thuật để biến vua Chiran thành một con hươu. Và hắn sẽ đi săn đức vua vào sáng mai đó. Chú hươu đó, không thể như vậy được. Nếu chúng ta xì trung được lá bùa ma thuật thì có lẽ lời nguyện sẽ bị phá giải. Chúng ta sẽ xì trung lá bùa đó khỏi tay của hắn. Phải, hắn không bao giờ xì trung được đâu. Như vậy thì không phải rất nguy hiểm sao? Phải liều thôi tí nhạc sĩ, đó là hy vọng duy nhất của vua Geran. Và cho tí người máy nữa. Con đã thông suốt rồi, lên đường thôi. Nơi này thật kỳ lạ, con chưa từng thấy chỗ nào như vậy hết á. Những con vật này cứ như là còn sống vậy. Ta nghĩ chúng chỉ là thú dội bông thôi tí đồ. Giờ chúng ta làm gì đây tí vua? Đầu tiên chúng ta sẽ cứu tí người máy, sau đó là tìm lá bùa của Mancom. Được rồi, sẵn sàng nghe các con. Nhấc nó lên khi ta đếm tới 3. 1, 2, 3. Xì trông. Tiếc là tí theo tay không có ở đây. Thằng bé sẽ biết nên làm gì. Chắc có lẽ ta nên dặn cái nút này. Để ta coi. Còn có sao không? Ấy, chúng ta đã biết kế hoạch xấu xa của Mancom rồi. Hãy xì trung ra cách đánh lạc cái lũ chó để ta và tí nhạc sĩ có thể lấy được lá bùa. Để đó cho tụi con nha tí vua. Thank you.
Ta sẽ tóm được ngươi thôi, Gerard, ngươi không thoát được đâu. Đi thôi. Vui quá chừng luôn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Yeah. Không có xì trong được ta đâu nha. La. Giờ thì hết vui mất tiêu rồi. Không vui chút nào hết. Chà, thật là bất ngờ. Tặng quà cho các ngươi nè. Đi phá đâu rồi? Ôi không. Mong là các ngươi sẽ thích. Hả? Đi tìm nó mau, đồ ngốc. Cửa khóa rồi tí vua ơi. Tội chí phá quá à. Chúng ta làm gì đây? Ý kiến hay đó. Tí người máy. Con xì trâm thử có mở được khóa không tí đồ. Dạ tí vua. Mở được rồi. Tìm con vật đó đi lũ chó săn vô dụng. Tí phá ơi, nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Tí phá, cần tới liền tí vua. Đúng là không có vô một chút nào hết đó tí vua. Nhanh lên cắt xì trong nhỏ, chúng ta phải nhanh chóng đem lá bùa về làng thôi. Sao vậy tí người máy? Cậu ấy nói cẩn thận có bật thêm. Chết rồi, căn còn lá bùa. Hả? Đuổi theo nó đi các con, nhanh lên. Cứ để nó cho mình. Để nó cho mình, tránh đường. Nhanh lên, mình sắp thấy được rồi. Xì trung ơi, lẽ ra mình nên ở nhà. Kêu. Kêu đi tí người máy. Kêu. Các con thấy sao rồi? Dạ con ổn thưa tí vua. Ngài có thể luôn tin tưởng tụi con mà tí vua ơi. Tí pha coi chừng. Trời ơi, coi con đã làm gì. Có sự trong nào thấy nó không? Dạ không, dưới đó tối quá. Chúng ta làm gì đây? Tại vì có đèn và cuộn dây câu, biết đâu chúng ta sẽ câu nó lên được. Vậy thì còn chờ gì nữa, làm thôi. Dễ dàng thôi các con, em làm tốt lắm. Bắt đầu thả xuống đi. Dừng lại. Thấy nó rồi. Được rồi, xì châm nó lên đi. Mong là chúng ta không gặp phải bất ngờ nào không mong đợi trên đường về nhà nữa. Yusobari. Dạ thưa ngài. Bà có thấy lá bùa của ta đâu không? Dạ không thưa ngài Mancom. Nó mất rồi. Hãy sai người hầu tìm hết mọi ngóc ngách lâu đài cho ta mau. Ồ dạ được thưa ngài. Ta phải tìm ra lá bùa đó. Không có nó thì ma thuật ếm lên xe ra sẽ mất hết.
Sao hả? Bà tìm ra nó chưa? Chúng tôi đã tìm khắp lâu đài từ trên xuống dưới rồi, thưa ngài Mancom. Dạ. Và chúng tôi không tìm thấy lá bùa của ngài ở đâu hết. Vậy thì chúng ta phải tìm con hươu đen đó không được chậm trễ. Hôm nay nó không thoát được đâu. Kéo phẫu thuật. Rồi, hy vọng quá trình điều trị sẽ thành công. Chân của My bình phục rồi đó Hưu à. Giờ thì My có thể quay lại khu rừng. Nó đang xì châm gì vậy? Hình như nó đang vẽ một bức tranh. Nhưng đây hình như là lâu đài mà. Nhưng như vậy nghĩa là sao? My định nói gì với bọn ta vậy? Khoan đã, đừng chạy mà. Ở đây My an toàn mà. Thái độ trả ơn người ta vậy đó hả? Hình như mình thường nói với tí vua cách đây không lâu lắm á. Là là tí vua. Dạ tí người máy. Tí người máy, thật vui được gặp lại cậu. Sao hả, mấy bánh răng chạy tốt chứ? Vẫn ngon lành, tốt lắm. Các xì trung nhỏ của ta không còn nhiều thời gian đâu. Chúng ta phải xì trung ra con hươu đen và đưa nó về làng ngay thôi. Nhưng nó vừa chạy đi đó thưa tí vua. Sao? Đúng đó, nó bị thương. Và tụi con đưa nó về để chữa trị. Ô xì trung ơi, con hươu đó chính là Đức Vua Gerard. Đức vua Gerard hả? Con biết là con hươu đó có gì rất quen thuộc đó. Chúng ta phải xì trung cho ra Đức Vua trước những người đi săn đó. Ta sẽ ở đây để xì trung cách phá giải lời nguyền. Các con đừng bỏ sót một nơi nào. Sinh mạng của Đức Vua Gerard nằm trong tay của các con đó. Dạ thưa tí vua. Vua Gerard ơi. Vua Gerard hả? Tí dụng về, cậu làm cái gì vậy? Thì tí vua nói là không bỏ sót một kẻ đá nào mà. Vua Gerard, Đức Vua, ngài ở đâu? Vua Gerard, nhanh lên đi tí quạo, phải khẩn trương hơn mới được. Mình ghét khẩn trương. Ngài ấy có thể ở đâu chứ? Nhìn kìa. Khoan đã. Quay lại đi. Ngài ấy đã chạy thẳng tới khu vực bãi đá rồi. Đi thôi. Nó đây rồi. Nó bắt đầu đuối rồi. Để coi, chữa chứng rỉ gạt, móng và miệng, trầy da cổ. Không phải những thứ này. Ôi không, ngày ấy mắc kẹt rồi, chúng ta đã quá chậm. Chiến lợi phẩm là của ta. Đừng nghiền đó. Xì trung ra rồi. Hưu cái và hưu được, nay cái và nay được, hãy bắt đầu quá trình quán đổi. Giờ hãy đẩy manh cơm xấu xa đi và sau đó đưa Đức Vua Gerard trở lại nguyên hình dáng cũ. Chuyện quái gì đây? Nó kia rồi. Khoan, đừng bắn. Là ta, Vua Gerard đây. Bệ hạ vạn tế. Nhưng còn con hươu đen đó, ta muốn nó bị bắt sống. Tuân lệnh bệ hạ. Cảm ơn các bạn thân mến. Một lần nữa ta nợ các bạn mạng sống. Ta nghĩ nếu không nhờ sự tốt bụng và dũng cảm của tí nhạc sĩ và tí người máy thân yêu, có lẽ giờ ta đã trở thành một chiến lợi phẩm treo trên tường của Mancom rồi. Và điều gì sẽ xảy ra với Mancom thưa bệ hạ? Ta sẽ tước quyền hạn của hắn
Tất nhiên là sau khi bắt được hắn rồi. Chắc là người anh họ của ta đã học được một bài học nhớ đời sau khi bị lũ chó cắn vô mắt cá chân rồi. Hãy chúc mừng Đức Vua Geran giáng tuế. Giáng tuế! Giáng tuế! Giáng tuế! Bây giờ ta gọi âm thanh này là sự tra tấn của các loài động vật.